Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, một lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên thành phố Hà Nội cho biết, phòng đang phối hợp với lực lượng công an xác minh làm rõ liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng về hành động vô cùng phản cảm của cô giáo với nam sinh sinh năm 2009 ngay tại lớp học. Theo đó, những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao với clip một nam sinh cùng một cô gái ngồi tại bàn ghế của giáo viên. Có những cử chỉ thân mật. Trong đoạn clip, nam sinh đã dùng tay khoác vai cô gái, hai má kề vào nhau trò chuyện. Đáng chú ý, thời điểm này có rất nhiều học sinh ngồi phía dưới chứng kiến cảnh nêu trên. Nhiều nội dung, hình ảnh được đăng tải với nội dung hành động vô cùng phản cảm của cô giáo với nam sinh 2009 ngay tại lớp học trước rất đông học sinh trong lớp. Theo thông tin chia sẻ vụ việc xảy ra tại một trường cấp 3 ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Clip này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đa phần bày tỏ sự phẫn nộ lên án việc cô giáo đã có những cử chỉ thái quá với học sinh, không phù hợp với môi trường học đường. Một số bình luận bày tỏ quan điểm có thể là học sinh trong giờ ra chơi đã lên ngồi bàn ghế của giáo viên. Theo lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên, hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ xem sự việc xảy ra tại trường nào. Lãnh đạo này cũng cho biết nội dung clip thì xác định đây là trường trung học phổ thông chứ không phải trung học cơ sở. Ngay sau đó, chiều mùng 2 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của trường Trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên. Theo báo cáo của nhà trường, học sinh nam trong clip là TNMD, học sinh lớp 10A4, cô giáo trong clip là MQT, sinh năm 2001 là giáo viên hợp đồng môn Ngữ văn. Sự việc xảy ra vào giờ giải lao, giữa tiết 2 sang tiết 3, khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 9, tại phòng học lớp 10A4, học sinh quay clip là em KTM cùng học lớp 10A4. Ngay khi nắm bắt sự việc, ban giám hiệu nhà trường đã trao đổi nhanh thông tin với công an quận Long Biên, đồng thời liên hệ với cô giáo trong clip để xác nhận sự việc. Trước đó, ban giám hiệu đã nghe ý kiến của các học sinh lớp 10A4, làm việc với cô giáo có mặt trong clip và đại diện gia đình học sinh có trong clip và gia đình học sinh quay clip. Ban giám hiệu cũng đã lắng nghe ý kiến của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A4 nhận xét về đặc điểm tâm lý, tính cách học sinh trong lớp, trong đó có hai học sinh liên quan đến sự việc. Sau buổi làm việc, thông tin được làm rõ như sau. Học sinh TNMD là người quen của cô giáo từ trước đó. Học sinh này thừa nhận đã có hành vi đùa cợt quá mức với cô giáo và không nhận thức được hành vi của mình là không phù hợp tại thời điểm đó. Em KTM, học sinh quay clip, cũng nhận thức được hành vi của bản thân là sai trái. Do thời điểm đó, em chỉ nghĩ rằng quay clip để trêu bạn đề. Học sinh này đã xin lỗi bạn đề và thầy cô. Tại buổi làm việc, Phụ huynh của hai học sinh liên quan đến sự việc đều nhận thức được hành vi vi phạm của con. Gia đình hoàn toàn đồng ý với hình thức xử lý của nhà trường, cam kết sẽ sát sao hơn trong việc quản lý, giáo dục con, đồng thời mong nhà trường tạo điều kiện để con yên tâm tiếp tục học tập, rèn luyện tại trường. Gia đình học sinh TNMD cam kết sẵn sàng phối hợp cùng nhà trường giải quyết sự việc. Cô giáo MQT đã viết bản tường trình sự việc và bản kiểm điểm, nghiêm khắc nhận khuyết điểm về việc thiếu hụt kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm bản thân có hành vi ứng xử với học sinh chưa chuẩn mực, làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của cá nhân và nhà trường. Đồng thời xin lỗi nhà trường, tập thể học sinh lớp 10A4 và tha thiết mong nhà trường, đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh bao dung, lượng thứ. Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đến 8 giờ ngày 2 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng mất tích trong vụ sạt lở đất tại km 51, quốc lộ 2, thuộc địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NVT, sinh năm 1960, trú tại thôn Tân Tiến, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang. Thi thể ông T được tìm thấy tại khu vực ven quốc lộ 2, ngay cạnh chiếc xe máy của ông. Tính đến thời điểm này, năm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại quốc lộ 2, km 51, thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang được lực lượng cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Hà Giang tìm thấy và bàn giao chính quyền địa phương gia đình để chôn cất theo phong tục địa phương. Trong 3 ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tìm thấy thi thể MTC, sinh năm 2014 ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, chị TTH sinh năm 1971, anh TDD sinh năm 1994 cùng chúng tại thôn Tân Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang và anh Phạm Anh T sinh năm 1992 trú tại thôn Nậm Buông. Cùng với triển khai công tác cứu hộ tìm kiếm người dân mất tích, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Hà Giang tiếp tục hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn. Hiện các lực lượng đang tập trung máy móc, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở sớm thông tuyến quốc lộ 2 đoạn qua địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh. Dự kiến trong ngày mùng 2 tháng 10, khu vực sạt lở này sẽ được dọn dẹp bùn đất hai bên đường tạm thời thông tuyến. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Nghiêm Văn Hải, sinh năm 1978, ngụ quận Thanh Xuân ra xét xử về tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Liên quan vụ án, hội đồng xét xử cũng đưa bị cáo Lê Thành Công, sinh năm 1976, ngụ huyện Đan Phượng, Nguyễn Xuân Phương, sinh năm 1969, ngụ quận Nam Từ Liêm và Hà Thị Ngọc Quỳnh, sinh năm 1991, quê Yên Bái ra xét xử về tội giết người, cướp tài sản. Theo cáo trạng, Hải, Quỳnh, bạn gái Hải cùng bà Bùi Thị Hòa, sinh năm 1970, ngụ quận Nam Từ Liêm và Công đều thuê trọ ở ngõ 80 Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Trong thời gian sống ở khu trọ, giữa Hải, Quỳnh, Công thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bà Hòa và Phương là bạn trai bà Hòa. Tài liệu điều tra thể hiện Phương biết Quỳnh nợ con gái bà Hòa 300.000 đồng nên chửi bới, yêu cầu Quỳnh trả nợ. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra xô sát mắng mỏ nhau. Phương đã tát, dùng gạch ném vào lưng Quỳnh. Khi Quỳnh bỏ chạy, Phương cầm thanh sắt đuổi theo tấn công Quỳnh. Bị đánh, Quỳnh kêu cứu, mượn điện thoại của công để gọi điện cho bạn trai rồi chạy xe máy đi xử lý vết thương. Xong việc, Quỳnh đến nhà nghỉ ở huyện Hoài Đức đón Hải kể lại toàn bộ sự việc cho bạn trai nghe. Nghe xong chuyện, Hải lấy một khẩu súng, lắp sẵn 6 viên đạn rồi chạy xe máy chở Quỳnh về khu trọ để xử lý Phương. Cùng thời điểm trên, công đang ở khu trọ đã nhiều lần gọi điện thoại cho Hải bảo về khu trọ để cùng xử lý ông Phương. Khi Hải đi đến đầu khu trọ thì xuống xe đổi lái cho Quỳnh và bảo Quỳnh chờ Hải vào xử lý ông Phương xong thì trở mình bỏ chạy. Hải nói với bạn gái: Em quay xe đợi anh mấy phút, anh vào xử lý thằng Phương rồi anh đưa em đi khám. Vì vậy Quỳnh lên cầm lái hướng xe ra ngoài mặt đường đứng chờ sẵn. Trong khi đó Hải vào khu trọ đi về phía khu vực quán cơm thì thấy ông Phương và bà Hòa đang bán cơm cho khách. Lúc đó ông Phương ngồi trên ghế, mặt hướng ra cửa quán, bị cáo Hải đứng đối diện cách ông Phương khoảng 3 mét thì rút súng bắn một phát trúng mặt ông Phương. Khi đó ông Phương dùng khay đựng cơm để che chắn chống trả, Hải lùi dần ra đầu ngõ rồi bắn tiếp một phát trúng vào vùng vai trái của ông Phương. Thấy bạn trai bị bắn, bà Hòa ôm ông Phương dìu vào phòng thì bị Hải dùng súng bắn tiếp một phát trúng vào vai. Gây án xong, Hải đi ra ngoài đường rồi lên xe máy do Quỳnh chờ sẵn và cả hai bỏ chạy. Sau đó, Hải đưa bạn gái đến bệnh viện 198 để sơ cứu các vết thương trước đó. Về phía bị cáo công, khi đang ở trong phòng trọ, nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng người hô hoán thì biết Hải đến để xử lý ông Phương nên lấy ra hai thắt lưng, sử dụng một cái tấn công ông Phương. Khi đó bà Hòa dùng gậy sắt vụt vào vai của công để ngăn cản. Sau khi xảy ra vụ ẩu đả, ông Phương và bà Hòa được đưa đi cấp cứu và trị thương tại bệnh viện 198. Cáo trạng xác định ông Phương bị tổn hại 16% sức khỏe việc ông Phương và bà Hòa không bị tử vong là ngoài ý thức chủ quan của bị cáo Nghiêm Văn Hải và đồng phạm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hải 17 năm tù, Công và Quỳnh cùng 7 năm tù, Phương 6 năm tù. Ngày 1 tháng 10, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, các đơn vị đang điều tra nguyên nhân ba mẹ con tử vong tại xã Sa Phìn. Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 9, tại gia đình anh VMS sinh năm 1986, thôn xã Xà Phìn, huyện Đồng Văn, người dân phát hiện chị D, vợ anh S và con là cháu VMD sinh năm 2024 tử vong trên giường. Hai người con của chị D là cháu VTG sinh năm 2021 và VTX sinh năm 2022 có biểu hiện nôn mửa nghi là ngộ độc thuốc trừ sâu được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, cháu X đã không qua khỏi, cháu G đã qua cơn nguy kịch. Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Văn đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão số 5, tên quốc tế Kraton, đã vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 đến cấp 15, tức là từ 150 km/h đến 183 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta bởi ở Việt Nam, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và hầu hết các nơi ở Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trước đó, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn cũng đã cho biết, do phía Bắc có một đợt không khí lạnh cường độ mạnh tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt không khí lạnh này khiến hướng di chuyển của cơn bão thay đổi lên phía Bắc, ảnh hưởng tới Đài Loan, Trung Quốc, thay vì đi về hướng Tây vào biển Đông của Việt Nam. Do đó, việc xuất hiện không khí lạnh sẽ không thể đẩy bão số 5 chuyển hướng về hướng Việt Nam. Ngày mùng 3 tháng 10, bão Kraton sẽ suy yếu dần trên khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc, đến 4 giờ ngày mùng 4 tháng 10, cường độ bão tiếp tục suy yếu dần trên vùng biển phía đông bắc khu vực này. Ngày mùng 5 tháng 10, bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, cảnh báo lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh và đang xuống. Ngập lụt cũng giảm dần tại các khu vực trũng thấp ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình, huyện Văn Yên. Trong những giờ tới, nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc cũng được cảnh báo. Tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh, gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tình trạng sạt lở sụt lún tại khu vực đồi Vẽo, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho người dân và tài sản. Các vết nứt lớn nhỏ xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là sau nhiều đợt mưa lớn kéo dài, chính quyền địa phương đã chủ động căng dây, cắm biển cảnh báo. Trước đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Nho Quan cho biết, sau bão số 3, chúng tôi đã phát hiện tại đồi Vẽo, xã Sơn Lai xuất hiện các vết nứt, diện tích đất đồi đã bị rạn nứt, gãy tầng hai vị trí, bề ngang vết nứt 30 cm, chiều sâu khoảng 40 cm với tổng chiều dài khoảng 380 m chúng tôi đã sẵn sàng các phương án ứng phó. Nếu trời không mưa thì khu vực có vết nứt, sạt lở, chưa ảnh hưởng mấy. Nhưng khi mưa xuống thì rất nguy hiểm, phải di dân ngay. Trước đó một số nhà dân gần khu vực đồi vẽo khi phát hiện vết nứt đã di rời và đến khu vực an toàn. Bà Dương Thị Lân, 65 tuổi, nhà nằm dưới chân đồi vẽo cho biết nhiều ngày nay cứ tối đến cả gia đình 6 người phải đi ở nhờ nhà họ hàng để tránh nguy hiểm. Tài sản có giá trị cũng đã chuyển đi nơi khác. Cũng theo bà Lân, khu đồi vẽo lâu nay người dân địa phương vẫn trồng keo và chưa từng xảy ra sụt lún, sạt lở như hiện tại. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan, vị trí sạt lở, dạn nứt, gãy tầng ảnh hưởng trực tiếp đến 139 hộ dân và một nhà thờ giáo họ Thanh Vĩ. Trong đó, các hộ dân bị ảnh hưởng chủ yếu ở thôn Vẽo và một số hộ thôn xưa. Trước tình hình thời tiết hiện tại, các điểm sạt trượt có nguy cơ tiếp tục và diễn biến phức tạp, khó lường nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai ở khu vực đồi Vẽo, xã Sơn Lai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã giao Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan chủ trì theo dõi sát sao diễn biến sạt lở, triển khai ngay các biện pháp cần thiết như rào chắn, quan chắc và biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi ảnh hưởng. Đồng thời, huyện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, sẵn sàng sơ tán, di rời người và tài sản khi có tình huống nguy hiểm. Ông Hứa Mạnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, Ninh Bình cho biết, tình hình sụt lún tại đồi vẽo vẫn tiếp diễn, dù với cường độ ít hơn trong những ngày qua. Chính quyền địa phương đã triển khai nhiều tổ công tác túc trực thường xuyên tại các khu vực nguy hiểm để sẵn sàng ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản khi có sự cố xảy ra. Đến nay, 8 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao, 5 hộ ở thôn Vẽo, 3 hộ thôn Sưa đã được di rời đến nơi an toàn. Tối ngày mùng 1 tháng 10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về, mực nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn, nên lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu pha Phong Châu từ 18 giờ cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, theo cảnh báo từ trang tin của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, ngày mùng 2 tháng 10, tốc độ dòng chảy trên sông Thao Tại Phú Thọ gia tăng có thể ảnh hưởng đến cầu phao mới lắp. Trước đó, ngày 29 tháng 9, tại bến sông thuộc khu 5, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh, chủ trì phối hợp với các lực lượng triển khai bắc nối thông cầu phao PMP 60T đảm bảo giao thông cho người dân hai bên bờ sông Hồng, thuộc huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu các địa điểm cầu phong cho bị sập nhịp ngày 9 tháng 9 khoảng 300m. Lữ đoàn 249 huy động trên 200 cán bộ chiến sĩ và gần 90 phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Trước đó, lữ đoàn phải ra cố trên 11.000 mét khối đá ở hai bến và đường lên xuống cầu, thực hiện các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn khi vận hành cầu phao. Ngày 28 tháng 9, đơn vị tổ chức hạ thủy cano và các đốt cầu để bắt cầu lữ đoàn 249 sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố. Sau khi hoàn thành việc bắt cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Từ 6 giờ ngày 30 tháng 9, cầu phao Phong Châu đi vào hoạt động. Thời gian người dân và các phương tiện qua cầu phao là từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trường hợp đặc biệt, binh chủng công binh sẽ có thông báo cụ thể. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ, Người, xe thô sơ, xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện được phép đi qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa 5 km/h. Các loại ô tô con và xe bán tải được phép đi qua cầu phao theo một chiều. Thời gian mỗi chiều khi đi là 10 phút. Cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30 m. Tốc độ tối đa cho phép 10 km/h. Các phương tiện và người đi lại qua cầu phao phải tuân theo sự tổ chức phân luồng của các lực lượng chức năng